Đây. Giả quần đây. Giả quần. Giả quần. Giả quần. Vậy mà không rớt. Trời ơi, mất cái hộp rồi. Điên, chết luôn á. Kiếm nha khoa em túi được không? Rớt răng rồi. Anh sao rớt răng thiệt hả? Đâu anh coi coi. Nói nghe nè, sao răng làm rớt hoài vậy? Gắn ở đâu vậy? Đâu? Tại chợ phải không? Quay. Rớt rồi. Rớt quá. Đâu? 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 Giữ lại cái giờ đi, giữ lại cái giờ đi. Giữ lại cái giờ đi. Bây giờ thả cho tôi ha. Mọi người ơi, bây giờ cái quần ở đâu đây nè, mọi người anh chị em phụ xuống kiếm quần cho em coi. Đi xuống Hiếu, kiếm cái quần. Thôi, đồng hồ, quần thôi. Quần anh màu gì? Nãy mặc quần màu gì? Cái màu hả? Bây giờ quên cái quần luôn rồi. Quên quần màu gì luôn. Bây giờ cái mà rớt quần màu đen mò ra quần màu hồng tao chết liền luôn á. Là chỉ tài tặng á. Phải không? Vụ coi. Rồi. Anh em rút rớt quần vụ coi Yến. Đợi xí nha, đợi xí nha. Ủa? Ủa anh đi đâu vậy? Anh đi về hả? Chết cái súp. Anh về mình rồi. Anh em rút lấy quần coi. Anh Giang. Không có công không tìm được quần thì mình khác. Giang ơi, anh đi đâu vậy? Tạm biệt, tại vì ăn cơm trước đi. Đi ra đây xuất đi trước. Đi xuống quần. Đi xuống quần phụ đi. Rồi, lấy cá thôi. Tìm quần. Đây, 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 tìm quần đi. Đi ra lấy quần thôi, chứ mà là hãy kiếm quần đi. Đây, đây. Giả quần đây. Giả quần. Giả quần. Giả quần. Giả quần. Anh không biết bơi. Em không biết bơi hả? Xả quần đây. Này, tôi bị bỏ rơi rồi tôi à. Dậy đi con nữa. Rớt tụi tôi rồi. Kêu mời. Kêu mời. Sao chưa ai vô? Vô đây đi. Anh trai ơi. Anh trai ơi. Anh chạy tới anh vớt giùm em cái giúp anh trai ơi. Cái giúp này nè, giúp giùm em với. Xả quần rồi. Xả quần. Xả quần rồi. Xả quần rồi. Xả quần cho tụi mày. Anh Giang, Giang quá. Anh Giang kỳ quá. Lấy thuyền, kêu đi lấy thuyền khác mà bây giờ tự nhiên đi vô đó rồi kêu. Giống như là tại sao mình chưa vô vậy. Tụi Huy dễ thương nè. Giờ đây giờ sao em chỉ chơi với Huy thôi nha. Em đừng chơi với anh Giang. Yến với lại Yến dễ thương ghê chưa. Vàng vàng quá. Trời tối rồi mà chưa ai chịu vô. Về anh. Yeah. Ok. Ủa, cái quân vẫn chưa đưa hả? Anh vô mà anh còn thôi. Anh vô một mình không à. Anh vô một mình anh không có ăn cơm được đâu. Để quần đây. Không được em bơi. Tôi ai đâu mày? Đâu mày? Đâu mày? Không. Biết bơi không? Không. Biết bơi. Em treo được thôi hả? Đợi rồi, chạy rồi. Thôi rồi. Ê, 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 ngồi xuống được rồi. Như vậy là, thưa quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã hoàn thành trò chơi. Mặc dù đội tôi không thắng,
nhưng mà vẫn vui và mang lại nhiều tiếng cười. Và đêm nay thì không biết ăn uống sao, nhưng mà chắc là chúng tôi thua, chúng tôi cũng không có được gì rồi. Dạ. Rồi bây giờ đội thắng đâu, đội thua đâu à? Đội thắng bên đây. Đội thắng đây. Ê. Đang thiếu người đúng không? Ủa? Dạ. Trái một đêm. Thôi chúng tôi cũng xin thưa quý vị là trời đã tối rồi, chúng tôi phải về để đến một nơi để mà chuẩn bị cho bữa tối cũng như chỗ ngủ. Đó là chương trình hai ngày một đêm tự do tự do. Yeah. Hai ngày một đêm tự do tự do. Yeah. Hey. Chị thân mến, hiện tại chúng ta đã đang huề nhau về lượt người đấu. Bây giờ ban tổ chức mong muốn chúng ta là lên hết trên bè luôn. Sắp lá cà. Dạ, sắp lá cà. Đội nào tồn tại cuối cùng đội thắng. À. 3 2 1 vô. 3 2 1 vô. Ôi trời ơi. Ghê quá. Trời ơi. Dạ. Để em xử lắm nha. Xử nữa nha. Dạ. Trời ơi. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Ai là gắn gắn đầu hả? Thằng Hiếu rồi. Bây giờ chị muốn sao? Thôi,
tự chế làm sao cho nhục nhã. Đúng rồi. Mời chị. Mời chị. Mời chị em về đồng đội của mình. Hãy về với đồng đội của mình. Trời ơi. Đi xong luôn hiểu không? Đi xong luôn hiểu không? Mọi người ơi, bây giờ quần ở đâu đây nè, mọi người anh chị em phụ xuống kiếm quần cho em coi. Thì đi xuống hiếu kiếm quần. Kiếm phụ quần đây. Anh Tấn, anh biết bơi đâu mà kiếm phụ quần cho em. Lê Dương Bảo Lâm, đây có phải là chiếc quần vàng của con không? Trời ơi, anh Tấn, quần vàng. Tạo, con làm gì có quần vàng, con nghèo thấy bà. Đã quần đây. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây! Trả quần! Trả quần! Trả quần đây! Trả quần! 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 Trả quần đây. Trả quần đây. Gì mấy cái gây mà anh em mình tương tàn lẫn nhau. Em cứ tưởng được ạ, được ạ. Cái này là bảo ăn tối chứ. Ăn tối hả? Em cứ tưởng là thắng là được ăn tối. Thấy ăn không? Đó. Ủa, Hí thắng mà quên. Trời. Quên. Trời ơi trời. Bóng Hí, bóng Hí ơi. Anh Tuấn. Dạ. Anh hãy dùng mỏ cạo vỏ cho em. Thôi. Ủa hồi nãy ai cắn cắn giò kiểu anh Tuấn hả? Em. Trời ơi, hai người này cắn em. Cắn anh luôn á. Sao vậy? Anh cắn em. Cắn em. Cắn giò em. Em cắn mà em trúng vào dập môi ai nè. Mà lý do gì lúc mà em đang đấm cho nắm ăn bị quá xong anh không miễn giới em. Cảm ơn chợ rết để giờ có ăn đâu đúng không? Mỗi cho ăn nữa, mỗi cho ăn nữa tao anh có ăn đâu. Anh Lâm á, tự nhiên ta đang chèo tự nhiên cái đẩy Huyền á, em với Huyền mà mất cái quần nữa. Rồi ông bụt hiện lên hỏi cái quần vàng này phải của con không, rồi nói phải dốc dốc. Mà có mày chứ không bụt nữa. Mà chúng đội tao sẽ lấy quần tao giành chạy. Nhưng mà phải thiệt tình chứ. Cái quần không phải của mình thì cái quần của ai? Cái quần đó, cái quần vàng, còn cái quần bạc nữa. Chừng nào là cái quần bình thường thì anh mới nhận của anh. Không biết câu chuyện tổ tích gì hết. Cậu bé đúng củi rồi, hãy vàng đúng hả? Củi đúng củi. Cậu bé Đồng Nai mất cái quần. Thì mẹ nói này, này là dựa theo câu chuyện là cậu bé mất cái rìu. Thì ta biết là mất cái quần tôi diễn ai không? Cái gì vậy Rít? Hả? Ai dạy vậy? Hoa hậu mà. Anh bóc cho mọi người ăn nãy giờ. Đâu, đây là nô tì của em thôi. Trời ơi. Làm người không chịu. Làm người không chịu. Đâu làm thủy quái. Không phải thủy quái. Chứ làm gì? Quán cùng xưa là con gì? Chó. Chó. Anh nhả ra. Nhả ra đấy. Cái gì? Nhả ra. Anh nhả ra. Mất hồn. Nuốt luôn. Lấy lại. Đâu ăn luôn. Nhả ra. Tấn. Ăn đi. Anh ăn mình ăn đi. Chịu ăn. Chúng ta chuẩn bị vào bờ và chúng ta sẽ đến một cái nơi mới chưa biết là nơi nào. Có nơi chơi đó. Không anh? Chỉ như là chơi đó. Nhiều. Nơi đó có đồ ăn và có chỗ ngủ. À. Đây nãy ăn ai ngủ thì chưa biết. Đây. Let's go. See. Yeah. Tới rồi. Em đưa tay em cà xuống đây giùm anh cái bé lột ra cà xuống cái xi măng này giùm nhanh bé vậy mà không rớt. Trời ơi mất cái hộp rồi điên chết luôn rồi. Em mới bới cái đầu này cho chị được không? Trời ơi cái đầu gì sao bới như có quả rồi. Em bới làm sao cho đẹp đẹp chị coi đẹp hả chị? Cô văn quá kiếm chị nha. Cái này người ta bị thiệt chứ không phải hả, ra dẻ rồi té như cái xăng bữa như em.
Ủa anh cũng làm em té, mà em té cao hơn, mà em không bị gì hết. Mà đó, nãy em thấy hả, anh chạy ra chị Nga để anh chấm mấy cái vết thương này. Quá trời rồi. Đây chỉ là lớp make up thôi mọi người, đây không phải là thật. Mày nhỏ sắp đèn cây cái gì mà cục cục gì. Anh thấy chưa? Thật ra đây là anti của anh. Wow. Trà trộn giòn hả? Trà trộn. Khỏe chứ, té từ trên lăn xuống thì có bị thương gì không? À. Cô giao. Không được rồi. Không, hồi nãy thấy cao quá nên đập cái vai xuống cho nó đỡ đau. Chứ trong tay xuống chân gãy tay. Bờ vai vốn đã yếu đuối, bờ vai bị tháo khớp. Mà không sao hết. Mà rốt cuộc người anh của mình thật ra là chỉ tạo drama, muốn có ánh hào quang. Đẹp quá nè, trời ơi, tấm này là phải 1000 view, 1000 like. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đi ai chụp cho không? Ai vậy? Fan Gia Lai chụp. Fan Gia Lai. Đây, gái Gia Lai. Mình thấy cái giấy tưởng đơn giản, hai vậy giấy là khó nhất. Mà khó quá, cái giấy mà chơi biên tập tính khó quá, tính như là không cho mình ấy á. Đúng rồi, đúng không? Biên tập không có trái tim à. Đúng rồi, ta chơi được trái tim để mà cho trẻ em, vậy mà hãy chơi khó lên. Chắc là để lấy những phần quà đó đem về ăn một mình. Ờ, giặt đồ một mình. Chứ không phải gì hết. Về cầm những bịch bột giặt cứ giặt. Nhưng mà hãy giặt cái tấm lòng của mình. Đúng. Bây tấm lòng phải bật. Không được trắng. Đúng. Anh. Gì? Nãy em để ý nha. Lúc mà mỗi lần mà mình chấn thương hay gì đó là hả con Hà nó cười kha. Thì đó, phải vì nó có nội dung rồi. Phải có nội dung. Đó. Là nó nói tí nữa nó bắt hai anh em mình ra. Ờ. Để nói. Tạo gọi là tạo tình thương đó. Lấy tình thương từ khán giả, lấy tình thương từ những giọt máu của dàn cast. Đúng rồi, mà mình đâu có được đồng xu các bạc nào. Nó mà, lấy hết mà tiền. Mà đổ máu, mặt mày xanh xao. Nó lấy hết tiền, nó ăn. Để nó lấy nội dung, nó ăn. Nó ăn, nó bận đó. Nó đó. Mua mấy cái bao tay cầu vồng. Bao tay bảy màu cầu vồng. Mỗi sớm mai là chờ đoàn chưa đi, cái đó thắp nhang. Giá dàn cast chứng thương, dàn cast chứng thương. Vậy đó. Để nó có nội dung nó lờm. Mà nó thắp nhang cho ai? Nó chơi ngải đồ. Trời ơi. Ghê thiệt. Nó khấn nó cao không nổi luôn mà. Ngày sinh mét 8 đó. Trời đất ơi. Tâm nó ác quá, hiểu không? Cái bề trên thấy vậy hồ biến. Giờ lùn còn mét 4. Ghê thiệt con này. Anh có nhớ lần trước không? Em đập đầu gối xuống, đầu gối em sưng. Sưng lên một cục luôn. Đó, mà đi đang bị anh lột quần ra nữa. Mà nó nhào vô nó quay. Rồi nó chảy nước miếng nữa. Rồi em thấy nó chảy nước miếng mà nó hút rộp. Thì nó khoái khoái chảy. Mà nó hút nha. Mai ra có vợ rồi đó. Gặp Hiếu thứ hai thì tao nói nó nằm phè ra luôn rồi đó. Trời đất ơi. Trời nhỏ ghê thiệt. Nhỏ là gọi là sao? Ha hèm. Thấy là hèm liền. Hèm liền. Anh Lâm mà quay thuốc đau thương thì em mới nói thấy là giờ tao banh giống con vương. Trời ơi. Nó nói con trâu đó em. Trời ơi. U Ma Dương. Sao em ác quá vậy Hà? Làm sao mà em cao được nữa? Ôi trời. Một chế độ tươi để tươi mới mỗi ngày. Bữa trước anh Linh bệnh á, anh chưa nghĩ ra con cho bé á. Ừ. Mình cuối cùng mình đã đi cho cái khai sinh là cái tên gì? Chắc chắn không phải tên Hà. Ừ. Người ta định đặt là Hà đó, Lê Dương Bảo Hà. Trời ơi. Nhưng mà trời, tham gia này ghét quá. Thật sự thì Lâm nói có một cái tên nè mọi người. Bé đầu tiên của Lâm là Lê Quỳnh Khả Di. Bé này là sẽ là Khả Lê Nhi. Sợ Khả Như, sợ, rất sợ à. Tại Khả Như là giống Nhi. Lại, đầy tình cảm lận đận quá. Quay lại cái tên. Thì bé đầu là Lê Quỳnh Khả Di. Thì bé này sẽ là Lê Lâm Dĩ Kha. Khả Di Dĩ Kha. Ôi tên quá đẹp. Sao không Bảo Lâm rồi Bẩm Lao. Bẩm Lao. Nghe nó lao là không được. Sợ là mới múc lao nhà lao đồ cho người ta không được. Vậy chị Quỳnh là gì anh? Gì? Chị Quỳnh là gì? Quỳnh là Quỳnh Anh, tên là Quỳnh Anh. Ủa Quỳnh Anh giống tên vợ em luôn hả? Anh Quỳnh đi. Anh anh nghe nó Quỳnh quá giống gái mà Quỳnh Quỳnh nha. Kỳ xu nha. Ủa nhưng mà Bảo gì anh? Bảo gì? Đứa con mới á. Đứa con mới hả? Đứa con đâu phải cái quần cái áo đâu mà đứa con mới. Không nhưng mà em thấy là hả anh có cháu thứ ba rồi bắt đầu hả anh quay anh tạo content. Trời ơi mấy bữa tôi tạo content vui muốn chết quý vị. Rồi anh có hợp báo không hay là giống như ra đứa con là như sản phẩm mới thì đó như là sản phẩm mới định hợp báo luôn đó. Rồi, định gọi là nhờ thông cáo báo chí quá trời đó. Nhưng mà bận quá thì đâu có gọi là hợp báo được đâu. Thì bữa đó có gặp anh em rồi kêu Chúc rồi này nọ Kiều Minh Tuấn Chúc rồi Lý Nhã Kỳ rồi đủ ai Chúc hết trơn luôn mà điện tới đít vang mà đặt ra vẽ đó em. Anh ra sân bay ở Đức em làm gì có show mà em đi Đức. Trời đất ơi, em có hình đi Đức đàng hoàng. Em ghép, em xóa
phòng em ghép em ư? Trời ơi, sao thế vậy? Giọng khang quá. Chuyện khang quá. Chắc là coi tôi là hay gai vẽ chứ gì. Rồi quà đâu, quà cháu đâu? Nói anh là nghệ sĩ nổi tiếng rồi, ai dám tặng quà anh? Trời ơi, đi chớ hề tặng quà. Đó anh nè, anh giàu gì nè. Đó, giờ biết tặng anh gì, tặng anh bông băng thuốc đỏ được thôi. Chứ là anh bị anh đấm em đó, anh đi dành bông băng để anh xài đi em nha, rất phan à. Anh nào ước giờ là con anh sẽ bóc nghe cái gì cho thôi nói nè. Giờ diễn viên bóc gì ta? Thích làm diễn viên, diễn văn hề diễn... hoặc là live stream cũng được không sao. Vậy bóc cái mỏ anh đi. Bóc. Bóc cái mỏ hả? Là bữa in cái mỏ hả? Không, anh cứ để vô nè, bóc đi con, bóc đi con. Wow, là để chụp cái mỏ con cái. Chụp cái mỏ con cái lụm liền. Hay thiệt. Quá trời. Duyên dáng giống như anh Lâm. Duyên không? Duyên. Ừ. Hết chuyện. À, đối với tôi không cần con tôi học giỏi gì trơn trời, chỉ cần khỏe mạnh thôi. Tôi và Quỳnh cứ là cố gắng tất cả mọi thứ để cho con tôi sau này học giỏi cũng được, không có nghề nghiệp cũng được, bởi vì cha mẹ đã gọi là vất vả để mà tạo nên một cái gọi là cái gì, cái nền tảng sẵn cho mấy bé thôi. Chỉ cần sống tốt, làm người tử tế là được rồi. Không muốn khóc, em thấy ngấn lệ rồi. Ngấn lệ rồi. Thì con ra trong bờ như khó nhỉ. Cha dù thân con yêu con tha thiết. Một hồi nách nhạc xong chơi hơi gì? Bây giờ chơi nhiều. Chắc gì tới 50-60 được. Đúng rồi, Lâm quan điểm khi mà một ngày nào nọ mà Lâm cảm thấy mình không có còn gọi là hừng hực, hoặc là mình cảm thấy mà khán giả không còn thương mình nữa, thì đâu ai thương anh đâu, giờ cũng không quay dám đâu rồi. Trời ơi, tôi là tôi thấy hả, khán giả hai ngày một đêm hả khen tôi nức nở luôn. Đâu, cái đó là những comment mua thôi. Đó thì đó, dù nhiều khi mọi người khen tiền anh quá. Nhiêu đây nè, cái hả anh chị em đồng nghiệp đồng trang lứa lứa nói hả tôi mua hàng sao. Bữa cái poster cũng vậy, cái chèo thiền đó là cái đó là cái gọi là thi đua thôi. Mà vô tình cái mặt tôi là chiếm botline đi, rồi vừa đăng lên cái rít fan nhắn tin liền, anh xanh ra rẻ quá anh mua fan, bây giờ anh mua luôn poster luôn. Đúng, mua luôn poster, ai thì cũng khuất mặt khuất mày. Anh thì rõ mặt nhất. Trời ơi, ta lâu lâu có một post thôi ông ơi. Ơi lâu lâu gì, anh em thấy tập nào anh cũng mua hết trơn. Tập chính có cái mặt em chà bá lửa đó. Đâu nhưng mà sao hả, em thấy là lúc nào anh cũng hay ra vẻ. Anh xuống xong người ta thì anh gội đầu, rồi anh làm vấy bẩn nước của người ta. Đó, rồi không biết là bà con đó có chửi anh hay gì không. Thì đó, cái đầu anh xà xuống dưới đó em. Ban đầu nước trong lắm, thấy không, anh xà xuống cái là nước đục ngầu. Lúc mà hôm qua có coi chưa đó. Lúc anh em mình hợp xuống á, trời ơi, nước sình mà nó nổi lợn cợn lên. Nghĩ anh em mình chịu khó ha, chịu thương chịu khó. Trời ơi, dễ gì ai mà thay được dàn cách mình, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, không bao giờ. Thử vô thay đi. Mà giờ anh muốn thay ai nè? Thay hả? Nếu thay ai trong nhóm mình là bị ấy nhất ta? Cái người già nhất hả? Già, anh nghĩ anh Giang. Vì anh già quá rồi. Anh đi lợn cợn thở, bị thở dốc. Lại mặt anh bây giờ bị sưng nhiều quá, lên hình quay phim nóng quá dữ quá. Có chích gì không ta? Bị ong chích đó. À, bị ong chích đó. Chứ sao mà hả, anh em cũng đấu đá mà hả, ra tới con ong dù nhiều khi con vật mà cũng đấu đá nữa. Trời ơi. Nó bay vòng từng giết cho con ong quýnh, em nhớ không? Ừ. Đó là chị ông nâu và em bé đang yêu thương chị ông nâu. Vậy những phần quà đó là phải tặng cho anh Giang. Đúng để rồi. Giặt cái tấm lòng của anh đi. Giặt tấm lòng không lại bị giấy bẩn. Ê nó chứ anh em mình cũng mất dạy nha. Không nhỏ có, mà hổn quá. Hổn quá trời. Hổn hào quá trời. Thôi anh Giang để đi. Bỏ Kiều Minh Tuấn. Ủa sao kỳ vậy? Kiều Minh Tuấn có một gùi. Có một rùi. Giang. Với lại không sáng tạo. Miếng của diễn viên xong ta người ta suy nghĩ, người ta làm ra cái tượng cừ lấy trớn cừ tập trước. Xong rồi cái hả khán giả như trời anh Tuấn cừ hả vui quá. Trời cừ mà khôi vui quá. Cừ mà vui quá, hiểu không? Có nghĩa là không có suy nghĩ, không có động não gì hết. Tất cả khán giả đang làm hư nghề của Tuấn rồi. Đúng là gọi là bị ấy lắm. Diễn viên gì mà có cái cừ không? Nhợt nhạt. Rồi hả, hay hả không kiểm chế kiểm soát được những cái ruột thừa của mình thì đó. Làm cho tuấn ghê quá, bị kỳ quá. Thần đồng điện ảnh gì mà nè, địch ở ngáp là ba từ để nói với Kiều Tuấn. Nếu như một ngày nọ thì nhà dạ, báo dạ. Chào anh. Dạ, chào anh. Em bên báo nào? Em bên báo cha báo mẹ. Em bên báo cha báo mẹ. Thì em muốn phỏng vấn anh. Bây giờ anh hãy mô tả anh Kiều Minh Tuấn bằng 3 từ ạ. Địch ở ngáp. Trời đất ơi. Rồi tôi sẽ viết báo về 3 từ này. Kiều Minh Tuấn địch ở ngáp. Chấn động cộng đồng mạng. Có diễn viên người ta là phát triển bằng cái tài năng. Đúng không? Diễn viên gì mà địch ở ngáp không? Địch ở ngáp mà nổi tiếng. Hiếu hả? Hiếu thấy bình thường. Nó không đẹp trai là bỏ.
đúng không? Trời mà không nói gì hết trơn, anh thiếu vui quá. Không có tài năng gì hết trơn á. Thôi không có đẹp, tài năng đẹp mà. Cao gì thôi. Ừ, đáp học thuộc lên đọc 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 đọc. Có đâu có đó như đọc dè xem đọc dè đâu, đó. Đọc dè con này 2 3. Nghe dè nghe dè nghe dè. Thiếu thứ hai. Thiếu thứ hai, cái mặt đẹp trai là Bảo Lâm đó, cái mặt giống chó là Rip Van. Trời ơi, cái gì vậy? Sao anh kỳ vậy? Thì đó, thì đọc nghe qua chữ em. Thì đó, hay mình đang đồng hội đồng tiền mà kỳ vậy? Thì đó viên ba cái âm nhà rap hiếu hai ai làm được đâu. Em bồ hiếu thứ hai. Tự nhiên cái đặt cái rồi anh bắp nữa. Ngôn Quy hả? Ngôn Quy nên kinh doanh đi. Kinh doanh thấy mở quá nhiều. Mở quá nhiều không tập trung vô nghề. Mở nông sản, mở cà phê. Tự nhiên cái giờ đi hát xong rồi cái qua đi diễn rồi đó đóng ảnh đồ. Xong rồi cái qua làm MC. Cái mọi người ta thường nói là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Em có nghe ngày xưa ông bà nó dạy không? Cái nào cũng nhúng cái chân vô. Trời. Không có quan điểm. Hết rồi đó. Hết rồi. Xong lưng. Xong lưng, tới xong lưng với liền mình phát luôn. Xong lưng nó là bữa kêu hả giờ kêu vàng cấp 9 đi. Trời đất ơi. Mà hả bị thóc gì để điểm chứ lại bị gọi là gì? Bị vô duyên. Đẹp mà vô duyên ông trời đâu cho ai hết đâu. Đúng không? Đẹp cho cố mà nói chuyện vô duyên muốn chết. Em nói là liền mình phát cũng vậy. Ai gà dẻ được. Gì nó không. Có gì đâu. Trời ơi em thấy không, em là hại thấy không? Em cố ý em quên. Vậy hả? Đau quá nè em. Ê, tính ra là ngày xưa là em gọi là đâu có tiếp xúc với Rick Phan nhiều đâu, đúng không? Anh em mình lâu lâu mới gặp thôi. Đúng rồi, nhưng mà đến bây giờ thật sự là thương em nhiều lắm. Thương hả? Thương em đàng hoàng. Hay quen em đi. Hay quen em đi. Bỏ chị Quỳnh đi. Vậy em buồn bông. Em là người thứ ba cho anh. Vậy đó hả? Em bỏ vợ em luôn hả? Thôi em đâu có ngu. Vậy sao anh thôi? Em chỉ dụ anh, em lấy tiền của anh thôi. Trời ơi, con thất đơn này. Thấy là ghét. À, các vị vua hả ta? À không. Wow. Wow. Này giường số 4. Có 4 giường. Giường số 4, giường số 3. Wow. Wow. Không cho mình ngủ đàng hoàng hết ta. À, trời ơi, hiểu giường. Rồi. 1, 2. Chết tôi rồi. Mấy người đó chưa thấy ngoài này. Ngoài đây là chị nha. Có phải cây quạt. Có phải cây quạt. Trời ơi. Ủa nóng dữ vậy. Ở Huế biết rồi nóng kinh lắm. Nửa đêm vẫn nóng nha. Số 1, số 2. Ủa thích rồi sao? 234 của tụi anh á, tụi em 1, 2, 4 nè. Không có, phải không? Có đó chứ gì nữa. Tuyệt vời luôn. Trời ơi, đầy đủ luôn. Chu đáo quá ha. Có cả đồ sức mũi. Tưởng số 2 ở đây. Ê, nóng quá, nóng quá. Cho nhang là biết rồi. À, mọi người ơi, rất may là mình có hồ bơi cho mọi người. Wow, hồ bơi được không ta? Nè, có hồ bơi kìa. Có cho đi bơi không ta? Dạ không. Quý ơi. Dạ. Anh em mình đây chứ hả? Chứ gì nữa. Chứ gì nữa. Thích quá à. Đã ghê vậy. Nghiệm cho rồi đi, cho mệt mỏi quá rồi. Ủa mọi người tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi chứ. Xuống bơi. Xuống bơi không? Có ai bơi? Em bơi. Anh bơi không? Bơi đi, anh em mình bơi đi. 6 anh em mình bơi đi. Bơi đi không? Sao anh em bơi? Tôi đi tắm trước rồi mọi người. Tạm biệt mọi người. Anh không bơi hả? Tắm trước là tính. Tắm xong là không có bơi đâu. Tắm bơi luôn nha anh. Anh. Ê, kiếm nhà khoa em túi được không? Rớt răng rồi. Anh sao rớt răng thiệt hả? Đâu anh coi coi. Nói nghe nè, sao răng làm rớt hoài vậy? Gắn ở đâu vậy? Đâu? Tài trợ phải không? Qua đây, qua đây, qua đây. Rớt rồi. Đưa hai quá. Đâu quá. Quá. Nhìn răng em như răng dựa.
rớt rồi nè. Em về đi, em bị rớt răng rồi. Em nghệ sĩ. Em bị rớt mất cái răng rồi. Em là nghệ sĩ, em không để cho mọi người. Răng rớt đâu rồi? Răng rớt không biết. Sao nghe gió mát mát? Sao đó? Sao ồn ào quá vậy? Rớt răng rồi. Hả? Bị gì? Bị rớt răng, xin phép làm lại nè. Đâu? Đâu? Buổi sáng mai sao quay? Thì đó, mai cho em đi về được không? 5 cách quay đi. Trời ơi là... Báo em một tin vui. Tin gì vậy? Tin gì vậy? Trời ơi, tu nghỉ trời. Cái gì vậy? Trời ơi, mát mẻ. Nhi đâu? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Tham quan du lịch. Dạ thưa quý vị, chúng ta cùng đến với tour du lịch như vậy nha. Và xem lừ ư tiếng quá như thế nào. Vâng. Khoai lẹp mà lời, khọp lụt. Này, xô đun nữa nè. Khọp lẹp. Ô leo. Khó leo, biếm biếm nè. Khó leo. Khó leo nè. Ô. Biếm. Bố mà được em. Say. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, xua tan nỗi lo nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng. Nóng vừa chói. Người xấu mà nó là người ảnh nữa thì người có đuôi người.
Anh đeo tai nghe rồi mới ồn anh vậy luôn á. Đeo tai nghe rồi đó mà chịu không nổi. Mà đây chuyện đến như thi đường đó rồi á. Đừng có tràn thì nó con quỷ vô phá. Em cũng dễ buồn lắm, đến một ta là Lê Minh Phát là bây giờ đi đi tới Quận Bình được không? Chưa đâu anh, để khác. Ê, nhưng mà anh Quỷ có nãy không? Không, em không bao giờ nãy, em chỉ có nói thôi. Trời ơi, cũng nghe rồi. Rồi, má quán xà xà, nói gì? Không thì cái này nó em cũng biết ngáy, nhưng mà nhiều khi đêm. Anh biết. Ghê quá anh ơi. Ghê quá Tâm ơi. Lắm. Anh đêm. Em mặc đồ của Tâm ơi. Con ma mình mất răng. Bây giờ trả răng lại cho con tê. Ghê quá rồi. Chậm. Trời ơi, bị ám ảnh luôn á. Trả răng lại cho con tê. Cô Vinh Huy giờ mới mở mắt ra thì nói hai chữ. Trời ơi. Đi không giận được. Anh á. Anh không thấy được cái mặt hắn đó đâu. Được rồi, nghe kể chuyện không? Nghe. Hồi giờ cách đây giờ hắn tìm 3 năm. Anh xuống đây nằm tụi em luôn đi. Kể chuyện tao đặt là cái lần. Cái thứ 3 năm anh đi trước chưa ký định. Anh đi ở ngoài. Ở ngoài rồi, diễn tao hai mà. Mà tao về ngủ thì bút cái sạc. Về ngủ 12 giờ mấy. Anh đưa trả đi. Chạy xe tôi đang chậm quá, chưa qua. Anh ngồi dậy là tắt, anh nằm xuống anh em. Nằm thở lên gọi cho tình huống lên thân. Em ơi, nói gì em? Cô mang đi bay sớm mà. Em gọi em chị em chị em. Em có gọi buồn. Anh em gọi đâu? Anh biết rồi. Cửa này giờ cứ mở đóng trời gió. Sao tôi nghe tôi đi rồi. Ngủ gì vậy? Ngủ gì? Ngủ gì? Ngủ gì? Ngủ gì? Ngủ gì? Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON.